Xin chào quý khách hàng, hôm nay Yossi Việt Nam xin giới thiệu cho quý khách hàng dòng sản phẩm máy bếp rán mặt phẳng Teppanyaki. Với cái dòng sản phẩm trên tay tôi thì nó có model là DVD F82CI. Dòng này được sử dụng bằng nguồn điện 220V. Và cái dòng này thì có kích thước chiều cao, chiều sâu, chiều rộng là 730 x 470 x 240. Ở cái dòng này thì được thiết kế từ phần bên trong và phần vỏ bên ngoài được thiết kế hoàn toàn bằng inox 2-1. Và đặc biệt phần giữa của bếp, cái phần giữa của bếp thì được thiết kế hoàn toàn bằng gang để chúng ta sử dụng chiên rán cái thực phẩm của chúng ta ở bên trên này, nó sẽ sinh nhiệt ra, nó sẽ không bị bám vào cái phần bề mặt của cái bếp. Và ở cái phần này thì ở cái bếp này thì nó thích hợp là có 2 chiếc áp và 4 bóng đèn. Ở đây là sẽ có một bóng đèn báo điện này và một bóng đèn khi mà chúng ta vặn chiếc áp nó sẽ sáng. Ở đây thì cái một cái chiếc áp này nó sẽ có từ giải nhiệt độ từ 50 cho đến 300 độ. Khi chúng ta vặn chiếc áp nhiệt độ, điều chỉnh chiếc áp nhiệt độ thì nó đạt nhiệt độ. Ở đây vặn chiếc áp nhiệt độ nó đạt nhiệt độ thì cái chiếc áp này nó sẽ tự động ngắt và giảm nhiệt độ, nó sẽ tự động nó chạy lại mà tùy vào chúng ta sử dụng là cái nhiệt độ là bao nhiêu. Và ở đây thì dùng nguồn điện là 220. Nguồn điện là 220V thì nó thích hợp có 3 dây, là một dây tiếp điện, một dây trung tính màu xanh và một dây lửa màu nâu. Với cái dòng này thì có công suất, với cái dòng này thì có công suất là khoảng từ 4 kg cho đến 4 kg rưỡi. Thì khoảng 4 kg cho đến 4 kg rưỡi, và cái trọng lượng của cái bếp, trọng lượng của bếp này nó sẽ rơi vào khoảng từ 30 cân đến 34 cân. Và với cái dòng này nó rất thích hợp cho các cửa hàng hay nhà hàng Nhật Bản hoặc các cửa hàng ăn nhanh, thì chúng ta có thể sử dụng cái dòng bếp này để chiên rán thực phẩm cho khách hàng nhanh hơn. Và dòng này thì nó được tích hợp là có 4 chân cao su để giúp chúng ta định vị được cái sản phẩm này nó không bị trôi. Đây tôi sẽ bóc cho quý khách xem cái phần này. Thì ở cái phần trên bề mặt, ở phần trên bề mặt thì chúng tôi có bôi một lớp dầu chống, một lớp dầu chống dính và chống dỉ ở phần trên cái mặt gang này. Khi quý khách về sử dụng, quý khách chỉ cần lau qua và sử dụng. Quý khách vừa xem tôi giới thiệu với cái dòng sản phẩm bếp rán mặt phẳng sử dụng nguồn điện. Thì với cái dòng này thì chúng tôi đang trưng bày tại hai showroom, là showroom miền Bắc, là địa chỉ là 283 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng. Và showroom thứ hai thì đang trưng bày ở trong số 371 B Nguyễn Kiệm, thành quận Gò Vấp. Thì với cái dòng này thì quý khách có thể truy cập vào trong website của chúng tôi, có thể xem chi tiết về sản phẩm và có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại Yossi miền Bắc là 0912863364 hoặc của miền Trung là 0928207007 và số điện thoại của miền Nam là 0868998663 để có thể để nhân viên của chúng tôi có thể tư vấn cho quý khách một cách kỹ hơn và có thể set up cho quý khách thêm được nhiều dòng sản phẩm. Ngoài những cái bếp rán mặt phẳng này còn có một số sản phẩm khác quý khách có thể quan tâm đến. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video này của chúng tôi.